Rồi hôm nay em gửi hai con đội móc và bốn con rùa. Đội móc TOG 10 nè. Này, con đội này nãy là đã kiểm tra rồi ha. Đưa lên vàng ép thì lập kiểm tra rồi. Giờ hiện tại là em thôi ra đi em, ra đi. Là làm đi. Giờ hiện tại là em thử con đội thứ hai nè, con đội TOG 20. Đấy cái chuyên nghiệp của ta vậy tụi nó. Làm đi. Đó. Đó. Nhìn cái đồng hồ ở trên thấy không? Cái đồng hồ này nè. Đó, cái đồng hồ này nó đứng yên rồi thấy không? Đoạn thôi chứ nó tụt một cái vèo là thua, còn nó có thể nhích 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 vậy thì không sao. Xả đi, làm lại đi. Xả lại đồng hồ tụt xuống nè. Đó. Rồi làm lại đi. Nó chưa đủ được ép á. Đó, đồng hồ nó đang lên. Hiện tại nó đang tụt từ từ ha. Rồi giờ em nói ví dụ như vậy là coi như là nó có thể có vấn đề, thấy không? Nó tụt từ từ này. Giờ em phải tháo ra kiểm tra lại xong rồi thử lại ha. Rồi sau khi điều chỉnh lại nè. Rồi giờ hiện tại cái bơm cái đồng hồ nó đứng yên nè. Đó, thấy không? Đó. Hiện tại nó đứng yên nè. Này em đứng em quay anh cái nha. Cầm được quay xếp mình sẽ hồi hộp. Tất cả trước này quay sau cho thấy cái đồng hồ với cái này rút màn nội lên, thấy không? Này. Quay chưa? Đang quay đó. Phía xa đi. Nè, xa cho thấy cái đồng hồ. Rồi thấy rồi đó. Thôi mày làm đi. Làm đi, làm lại đi. Đó, giờ cái đồng hồ tụt xuống nè, giờ làm lại đi. Em đi một em đi thẳng tay á, một cái với em đừng có nhích một cái luôn, một cái đi xuống luôn. Ừ, đó vậy đó. Rồi. Nè. Không xây được thì không có nguyên léo bên. Đó, hiện tại là đứng yên luôn rồi, thấy không? Đó. Còn nãy là nhích, không? Bây giờ mới là đạt. Đó. Bây giờ mới là đạt. Tại nhiều khi mấy con đội nó bị ngạt hơi á, mình phải biết xả nó ra. Rồi giờ xả đi. Xả cái đồng hồ tụt xuống. Đó, thấy chưa? Rồi lấy ra đi. Rồi giờ em đi giao luôn. Rồi cái này là con rùa, bốn con rùa ha. Hồi nãy đã kiểm tra rồi mà em chưa quay, giờ em quay lại luôn cho mọi người cùng coi. Đây con rùa 6 tấn nè. Cái mâm nó có gần nè. Có lỗ rồi. Này bốn bánh xe. Có bánh xe BU này là lại tốt nè, chứ không phải là lại dở nha. Đây là bánh xe là một nè, nhìn nó rất là bóng nè. Rồi bỏ luôn. Rồi giờ em đi giao luôn ha. Rồi đóng lại. Đây. Bốn con rùa và hai con đội móc.